Sau khi mà Soho quăng bom khói ra, thì bên phía mấy anh trai cảnh sát chẳng còn quan sát được vị trí của Soho là ở đâu cả. Nhân cơ hội này thì tổ đội của Soho rút lui về hầm, rồi tặng thêm quả khoai lang cho mấy anh trai cảnh sát làm quà Tết. Có vẻ đã vào trong an toàn rồi, và Soho phải giăng lại quả bẫy khoai lang ngay trước cửa. Còn anh trai lầy lọ thì có vẻ đã bị trúng đạn ngay chân của mình và không thể mà di chuyển được nữa, nên đành phải ở đây canh gác để Soho đi lên trên lầu cùng anh trai lọ kia. Sau vụ xả súng vừa rồi thì tình trạng trên lầu hiện giờ đang rất là hoảng loạn. Anh trai cảnh sát muốn vượt ngục nhưng mà đều có cửa. Khi mà Soho cùng anh trai lọ kia kịp thời quay trở lại đấm sấp mặt anh trai cảnh sát, đấm gãy mũi mà anh ta vừa đi Mỹ thoa phẫu thuật thẩm mỹ xong định bắn vỡ sọ anh ta. Nhưng mà lúc này bà nội đầu bếp muốn nấu cho anh ta một bữa ngon lành trước khi mà anh trai cảnh sát lìa xa cõi đời này. Cầu xin anh trai lọ kia để mình có thể hoàn thành tâm nguyện này của anh trai cảnh sát, ôm anh ta một cái cũng được, nếu mà không được nấu ăn cho anh ta để anh ta cảm thấy thanh thản. Nhưng mà anh trai lọ kia thì tính lóng như kem, muốn tiễn cả hai người đi luôn cho nó trọn vẹn cảm xúc, lên đạn chuẩn bị bóp còi bắn anh trai cảnh sát. Nhưng khi bóp còi thì con nghĩa ló hết đạn nghĩa rồi quên chưa thay, thế là đành phải dành vài giây cuộc đời nữa để thay quả hộp đạn mới, ngắm ngay chính giữa vầng trán của anh trai cảnh sát chuẩn bị bóp còi, nhưng bị Soho ngăn lại. Đây là lần thứ hai chúng ta bị phản bội rồi đấy, tại sao cậu lại nổ súng, một thằng nhóc như cậu lại để cảm xúc làm hỏng cuộc tác chiến. Nếu như cậu không đủ bình tĩnh vậy thì nơi này không dành cho cậu. Được rồi, tất cả mọi người đi vào phòng ăn đi, mau đi vào tốc độ nào mọi người. Trước khi mà tôi lại lóng như kem và lại nổ súng, tôi sẽ canh gác tại nhà ăn, dậy lên cậu đưa lầy lọ đi trước đi, để anh trai cảnh sát lầy ở một nơi khác, còn hai anh trai lầy muốn trốn nhưng đều có cửa lào cả. Soho nhìn Zhangzhou và phát hiện cô ấy đang bị thương trên bàn tay xinh đẹp ngọc ngà, rất muốn băng bó cho cô. Rồi anh trai lọ kia tới bảo đã mang anh trai lầy lọ lên phòng bên rồi, nhưng vết thương anh ta khá nặng nên cần người để chữa trị. Và thế là Soho bảo Zhangzhou đem theo đồ nghề đi theo mình để trị thương cho anh ta. Đã đem hộp thuốc đến phòng trị thương cho anh trai lầy lọ rồi, nhưng mà Zhangzhou bảo lam nữ thọ thọ bất tương thân nên để Soho tự băng bó cho anh trai lầy lọ nghĩa đi. Rồi Zhangzhou muốn rời đi nhưng Soho không cho, bảo Zhangzhou ngồi xuống ghế để mà học hỏi tài nghệ băng bó của tôi lầy bạn. Với tài nghệ mấy chục năm chưa từng băng bó của mình thì Soho làm cũng rất là chuyên nghiệp. Anh trai lầy lọ có vẻ rất đau nhưng mà không dám khóc vì sợ Soho buồn, muốn gớt nước mắt nhưng cố nén vào trong lòng. Không sao, tôi ổn mà bạn. Băng bó xong, Soho dẫn Zhangzhou đi ra ngoài và bảo là bạn cứ ngồi xuống đây đi nào, để tôi băng bó vết thương cho bạn luôn bạn. Rồi Soho giật hộp thuốc Zhangzhou đang cầm trên tay đem đồ nghề ra chuẩn bị băng bó. Vì lúc nãy chứng kiến cảnh tượng Soho băng bó cho anh trai lầy lọ khá là dã man nên Zhangzhou bảo không muốn, nhưng Soho vẫn cứ là cố chấp lấy bàn tay xinh đẹp của người ta ra băng cho bằng được. Hà mệt Soho lầy thiệt á chứ, anh hãy thả mọi người ra đi, nếu như anh có một chút nào cảm thấy có lỗi với tôi thì hãy giải thoát cho họ tự do đi mà. Tôi nói là anh hãy thả hết tất cả mọi người ra đi, đừng im re và nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm dư lầy. Sáng sớm ngày mai, ung chôn cần có người trị thương, nên bọn tôi cần một bác sĩ, thay vào đó họ sẽ yêu cầu thả con tin, nên tôi đang nghĩ đến việc sẽ để cô đi bằng cách lầy để trả những gì mà tôi nợ cô. Mọi nợ nần giữa cô và tôi sẽ kết thúc từ đây, hai người hai lối riêng, chẳng còn bước cùng nhau trên con đường đi tối đen, nên là bây giờ cô hãy trở lại nhà ăn và chờ đợi giây phút đó đi. Và thế là Zhangzhou bước đi bỏ lại Soho ngồi đây một mình. Zhangzhou thì bơ vơ một mình ngồi trong góc tối, Soho thì cũng như thế, có thể ngày mai tới đây họ sẽ phải rời xa nhau, chẳng còn vấn vương về nhau, trái tim chia đôi, mỗi người mỗi ngã, đành quên đi hết những kỷ niệm đẹp đẽ giữa đôi ta. Nhiệm vụ đã fail, nên giờ chúng ta có nên giết sạch họ và tự nổ tung tất cả chúng ta không? Vẫn còn quá sớm cho việc đó, ta không nên đàm phán nữa. Nổ tung là cách duy nhất để bảo vệ danh dự cho lãnh đạo của chúng ta. Ta sẽ hy sinh vô ích thôi. Hy sinh vô ích ư? Cái tên khốn nạn này, cậu dám gọi đó là hy sinh vô ích sao? Bắn chết tất cả các con tin và nổ tung tất cả một cách dứt khoát là cái chết danh dự nhất cho chúng ta đấy. Tôi sẽ quyết định việc chúng ta phải hy sinh hay không. Tôi là chỉ huy của cậu. Cậu chỉ là một kẻ nhu nhược sinh ra từ một gia đình nhà mặt phố bố làm to. Sao cậu dám hả? Cậu định giải quyết hậu quả của thất bại này dư lào? Tôi là chỉ huy, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cái gì cơ? Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát. Cậu xin được sống sau khi bị lừa tận hai lần. Cậu định làm kiểu điếu gì đây? Anh bạn à, đừng quên rằng tổ chức yêu cầu cậu tuân theo mệnh lệnh của tôi, đừng có ở đó mà cãi lộn tay đôi dưới tôi. Con mẹ nó, cậu nghĩ là tổ chức tin cậu sao? Thế thì cậu nhầm to rồi. Nếu tôi cảm nhận được thay đổi trong tư tưởng của cậu, tôi có thể. Sau đó anh ta bị Soho bắn một phát vào ngực văng xa 7749m, nằm ngất xỉu dưới đất không biết trời chăng mây gió. Sau đó ói ra một bãi máu to tổ bố, nhưng viên đạn chưa vào sâu nên anh ta chưa chết. Sao cậu dám trái lệnh và đi theo tôi tới núi Ogong? Nếu cậu dám trái lệnh thêm một lần nữa, tôi sẽ bắn vỡ con mẹ ló sọ của cậu cho cậu gặp ông bà ngay lập tức, chứ đừng có nói là vào ngực. Mạng sống của cậu nằm trong tay tôi, chỉ huy của cậu đấy, đừng quên điều đó. Anh trai lầy lọ thấy thế vác súng, lách đôi chân bê bết máu của mình đi rồi bị ngã con mẹ ló xuống đất ngất xỉu. Rồi cái bà nội đầu bếp thấy quả AK của anh ta cái chạy lại, nhấc quả súng của anh ta lên cầm trên tay nhắm vào mặt Soho, dương cao súng về phía trước hướng Soho đang đứng chuẩn bị tư thế bóp còi bắn Soho. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà nội đầu bếp đặt tay vào còi súng chậm chậm bóp còi. Nhưng có lẽ bà chưa từng học cách bắn súng nên chưa lên đạn, cũng như là mở khóa súng nên bắn điếu được, làm Soho cũng như mọi người một phen hoảng hồn. Rồi Soho tiến lại tịch thu quả AK từ tay bà đầu bếp, làm mọi người cực kỳ là thất vọng đến từ vị trí của bà nội đầu bếp. Rồi sau đó Soho gọi đến ông bộ trưởng bảo có một người bị thương và cần đưa một bác sĩ vào trường để trị thương. Sau 10 phút họ phải đem được bác sĩ tới, nhưng vì ông bộ trưởng cầu xin hơi nhiều nên Soho cho thêm 10 phút. Nếu bác sĩ không đến đây vào lúc 9 giờ 44 phút, cứ 10 phút chúng tôi sẽ giết chết một con tin. Sau đó họ gấp rút tìm bác sĩ để đưa vào trường ngay lập tức. Và đây là chân dung vị bác sĩ sẽ được đưa vào trường. Đừng bảo em là phải chữa trị cho bọn gián điệp đấy. Em yêu à, ở đó có 3 tên gián điệp, trong số chúng có 2 tên bị thương. Gián điệp à, thôi dẹp miệng đi. Nếu anh lo vụ này tốt, tương lai tổ chức sẽ ủng hộ anh và việc đó sẽ giúp anh trở thành tổng thống. Em sẽ giả vờ trị thương rồi sau đó giết chúng. Cái gì cơ? Giết sao? Dẹp miệng luôn đi. No no no, không phải giết mà đấy là xử tử. Có tới 60 nữ sinh vô tội bị nhốt ở đó. Anh nghĩ em sẽ cảm động về chuyện vô nghĩa ấy à? Em yêu à, nếu mà anh trở thành tổng thống, anh sẽ không phải dè chừng trước ông bố vợ đại tướng nữa và ly hôn bà vợ ngốc nghếch kia. Điều ước của anh là giữ em bên cạnh anh 24/7. Cứ coi như em đã lo được hai người đó. Nhưng sẽ ra sao nếu một trong hai cố muốn giết em? Em đừng lo, anh đã có kế hoạch dự phòng rồi. Và có lẽ kế hoạch này là họ đã lắp máy nghe lén ở khắp các phòng trong tòa nhà.
nhưng bọn họ chỉ là ba gián điệp thôi mà, có nhất thiết phải đụng đến họ không? Điều anh muốn rất easy, anh chỉ muốn vào trong và giết hết, nhưng không ngờ con gái của Un lại nằm trong số con tin. Con gái ngài Un sao? Anh không thể cứ sồng sộc vào đó khi người bố vẫn còn lo lắng cho con mình. Dù anh có nhờ vả thì em vẫn là một bác sĩ, em không thể giết người đưa vào đó. Em sẽ thêm thành phần thuốc ngủ vào thuốc giảm đau để họ bất tỉnh. Nhắc lại password lào, tôi đã cho họ thuốc giảm đau, sẽ ổn thôi. Thời gian đang dần trôi và Soho thì đang ngồi cùng bà cô để chọn lựa sanh viên Lào sẽ được thả ra. Có ai trong số họ không khỏe không? Hãy báo cho tôi khi có ai đó ra ngoài. Những sanh viên bị bệnh thì khó mà kiểm soát, nhưng có những em khác còn khó hơn. Em này bị mộng du mỗi tối, em này đã chống đối ngoan cường khi ném bom xăng, còn em này thì rất tệ, luôn làm những việc mà tôi bảo em ấy không được làm. Bọn chúng biết mình sẽ bị đuổi nếu phạm luật, nhưng chúng vẫn qua mặt tôi như các đặc vụ ANSP. Chúng giấu cậu trên băng ghế trong phòng tắm hơi phải không? Hoàn toàn không mặc gì. Ai đã làm như vậy? Bọn chúng rất bạo gan, phải giờ chúng đang ngoan ngoãn vâng lời, nhưng mà không nhất thiết phải là sanh viên đúng không? Anh trai Wang Tae thì đang bị đấm không trượt phát lào, bị đạp lên cổ xong rồi còn bị kéo tóc lê đi 10 mét. Chắc Wang Tae có thù với đạo diễn rồi đây, chứ bị đánh dã man quá. Rồi đúng lúc này, Soho trở lại cuộc chơi, bảo mọi người ngẩng đầu lên để chuẩn bị nhận thông báo. Tôi sẽ thả một trong số các cô ngay bây giờ. Đối với phần còn lại, tôi sẽ thả những ai hợp tác vào lần tiếp theo, hoặc tiếp theo nữa. Nhưng nếu ai đó làm trái lời tôi, không biết điều và tỏ ra chống đối thì sẽ không được ra ngoài. Nếu đã hiểu rồi thì hãy hành động một cách khôn ngoan. Nào bà cô, hãy giúp tôi đọc tên các bạn sinh viên xứng đáng đi Lào. Nếu tên các em được gọi thì hãy đứng lên và tiến về phía trước, xếp ngay ngắn thành một hàng, chụp hình và ở lại dùng bữa thân mật với chúng tôi. Rồi bà cô bắt đầu đọc tên từng người một. Ai nấy cũng đều ngồi chắp tay cầu nguyện, cầu xin Chúa là người được bà cô đọc tên sẽ là mình. Mong muốn mình mau chóng được thoát khỏi đây, chắp tay cầu xin thần tài cho con năng lực như thần bài, cho con thêm niềm tin may mắn, con không muốn mất cả chỉ lẫn trài. Rồi sau khi mà bà cô đọc tên thì đa số là mấy bạn sinh viên phòng 207, mà trong đó không thể không có Răng Rôi như Soho đã nói hôm trước. Anh trai Wang Tae cũng đứng dậy dù không được gọi tên, cũng muốn mình đi ra ngoài, bảo là mình bị bệnh tim, viêm gan A, B, C, D, E, F gì đó. Nhưng nếu ai cho anh đi ra ngoài cả, vì Wang Tae xứng đáng bị nhốt ở đây. Và cuối cùng thì cái tên Răng Rô cũng vang lên từ cái mồm của bà cô. Nhưng Răng Rô chẳng có gì là vui vẻ hay hạnh phúc gì cả khi mà được đọc tên, buồn đến mức chả muốn nói, chẳng thèm đứng dậy luôn. Rồi bà chị Bun Ok không cam tâm vì trong danh sách không có tên của mình, hờn dỗi đứng dậy thắc cái mắc, bảo tại sao cuộc sống lại không công bằng, mọi chuyện xảy ra là vì Răng Rô mà, tại sao cô ấy lại được thả đi, cô ta không thể chết còn em thì có à? Rồi Răng Rô đứng dậy bảo chị Bun Ok nói đúng, em sẽ ở lại, xin hãy thả người khác ra đi, sao em có thể rời đi khi họ còn ở lại đây chứ, điều đó là vô lý vãi cả nồi. Rồi bà chị Jong Min cũng xin phép được ở lại vì mình cũng là một phần trong tội lỗi này. Và sau đó bà chị Bun Ok đề xuất bốc thăm để cho nó công bằng hơn và nhận được sự nhiệt liệt hưởng ứng, vỗ tay tán thưởng từ tất cả mọi người. Rồi Soho lấy danh sách từ tay bà cô đưa cho Bun Ok, mở ra thì thật bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, con bé quản lý điện thoại lầy ló đang chăm sóc mẹ bị bệnh, con bé là đứa tội nghiệp khi phải làm trụ cột trong gia đình, tôi thực sự mong cậu sẽ thả nó. Bất ngờ khi mình là người cuối cùng được thả, nhưng giờ thì không còn nữa, cơ hội đã vụt bay cùng gió. Này thì tài lanh tài lẹt, bài đặt có ý kiến ý có đồ, cô sẽ không bao giờ có cơ hội được ra ngoài một lần nào nữa đâu. Ở đây luôn đi cho chừa cái tội nha cưng, khi tôi nói ai đó chống đối và tỏ ra không hợp tác sẽ không được thả đi thì cô nên coi trọng những lời đó. Bốc thăm ư? Không có cái vụ đó đâu cưng, tôi mới là người quyết định ở đây nè bé ơi. Rồi bà chị Hê Dông hỏi liệu mình có được đi hay không, nhưng Soho bảo đếu, ở đây hết cho bố, dỗi rồi, không có đi đâu hết á. Còn má ló tại con quỷ liễu Bun Ok mà chúng ta không được thả, tính sao với Bun Ok lại đây chị em ơi. Rồi cuối cùng bà chị cảnh sát đã đưa được bà chị bác sĩ vào trong tòa nhà. Bà chị bác sĩ thấy cái đầu bà lào gãy rớt ở dưới chân, nhìn mà hết cả hồn. Rồi bà chị đặt ba lô nhẹ nhàng xuống đất, giơ hai tay lên trên đầu, đá nhẹ cái ba lô sang một bên. Rồi cái anh trai lọ kia giơ súng lên chĩa thẳng vô bà chị, bảo bà chị bác sĩ hãy mở cái ba lô ra để tôi khám xét là có cái đứa gì ở bên trong. Bà chị mở quá lâu nên anh trai bảo bà chị né sang một bên để tôi tự trách. Súng lục lục lọi lọi, này anh trai, xin hãy cẩn thận dùng tôi một xíu, nếu không chúng sẽ bị nhiễm khuẩn mất. Anh trai cảnh sát vẫn từ chối hiểu, tiếp tục lục lọi lục tìm xem có đem theo súng ống, đạn dược, NTN ý lộn, TNT, thuốc mê thuốc mang gì không, tìm chẳng thấy điếu gì nên tiếp tục cho họ đi vào trong. Rồi bà chị cảnh sát phát hiện có bẫy ở trên cầu thang nên cẩn thận bước lên, chứ không là nổ banh xác hết cả đám. Rồi họ đã an toàn lên được trên lầu, bà chị cảnh sát đi không lo đi, ngó ngó nghiêng nghiêng nên bị anh trai lọ kia giơ súng chuẩn bị ký đầu bà chị một cái. Anh trai Gang Mu đang ở với họ phải không? Im đi bà nội, nếu mà còn hỏi mấy cái thứ vớ vẩn này nữa thì tôi sẽ tiễn cô lên gặp Phật tổ mà thỉnh kinh cùng thầy trò Đường Tăng luôn đấy. Có vẻ là bà chị cảnh sát không dám hỏi vớ vẩn nữa nên vẫn còn mạng đi lên được tới nhà ăn. Rồi bây giờ hai người hãy giới thiệu một chút về info, in tư của bản thân cho mọi người nghe đi Lào. Bà cô cũng muốn xin in tư của bác sĩ. Em muốn xin in tư của chị. Không bé ơi, em chưa follow chị mà đòi xin in tư của chị không cho đâu. Rồi bà chị bác sĩ lên phòng anh trai lầy lọ xem vết thương của anh ta dư Lào. Nếu cơ thể anh ấy trên 38 độ C thì không thể phẫu thuật được. Tôi sẽ cho anh ấy uống thuốc hạ sốt và kháng sinh để hạ sốt trước. Tôi nghe nói hai người trong số các anh bị thương, người còn lại đâu? Người còn lại có lẽ là đồng chí Dô lọ kia. Lầy, anh mau đi điều trị đi, bác sĩ sẽ tiêm vaccine COVID cho anh. Theo tôi thấy thì tất cả 64 con tin ở đây đều an toàn. Anh định phóng thích bao nhiêu người trong số họ? Dù sao thì bác sĩ cũng cần phải điều trị cho họ. Vậy tại sao anh không thả cho họ đi? Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Rồi bà nội đầu bếp bắt đầu giả vờ xỉu úp xỉu đau, xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu lép xỉu dai. Mọi người chú ý nghe đây, tôi sẽ lựa chọn những người được thả. Ok được rồi, cô lầy, cô kia, cô lọ, cô trai, cô hai, cô ba. Chết tiệt, tại sao thằng khốn này không gọi tên ra chứ? Hắn đang chọn ai hả? Chết tiệt ấy ra, huyết áp của tôi tuột con mẹ nó luôn rồi. 6 người trong số các cô cũng sẽ ra ngoài, tên khốn lạn chết tiệt, những người tôi đã chọn, mau bước ra ngoài. Rồi bà chị kia không được ra ngoài cái bị lên cơn đau tim, khó thở, khóc lóc la om sòm hết cả khu nhà ăn, khiến mọi người ai nấy cũng nháo nhào xào xáo theo, ồn ào như con heo đang bị bỏ đói mấy ngày rồi la s. Rồi bà chị Mộng Du giơ tay xin được thả ra và đồng loạt mọi người cũng giơ tay theo cầu xin Soho để được ra ngoài gặp ba gặp má, đến từng nhà thăm từng người. Mấy người im con miệng ló hết coi, nhoi nhoi như con giỏi. Mệt hà sao, ai muốn chết trước thì bước ra đây đê xem Lào.
Giang Dô thì căm phẫn trước cái cảnh này. Anh là cái thá gì mà quyết định ai sẽ là người được sống hả? Mình tôi là đủ rồi, tôi sẽ ở lại đây, vì thế hãy thả tất cả mọi người ra đi. Soho cũng lóng như kem, giơ súng lên nhắm về phía Giang Dô. Tôi đã nói là tôi quyết định ai sẽ được thả, anh mau biến con nghĩa ló đi. Đây là ký túc xá của chúng tôi, tên cộng sản ngu ngốc. Ôi chúa ơi, Soho lại nhắm vào đầu Giang Dô định tiễn cô ấy lên thiên đàng chơi với Ngọc Hoàng nữa. Rồi, xin là xin một lần, che chở nhau dù đau ngàn lần, xin là xin. Xin vĩnh biệt cô. Xin là xin hãy để họ đi, họ đều có lỗi lầm tội tình gì ở đây cả, mà là do tôi, tất cả là tại Giang Dô này. Anh không biết tôi là ai, phải không? Rồi Giang Dô lấy nhẹ bàn tay gạt quả súng của Soho xuống, định làm một điều gì đó với Soho. Vậy thì để mị nói cho mà nghe. Tôi tên là Võ Thị Diễm My nè, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1999. Ok, tập 6 tạm thời dừng lại ở đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi tập 7 để xem Giang Dô là ai nhé.